Nhờ lấy anh á, mà em trở thành nữ cường nhân á. Ngày nào cũng phải giải quyết một đống bùi nhùi để giữ cái ghế giám đốc nè. Dẹp đi. Đang ăn mà. Một. Hai. Chưa kịp ăn sẽ trơn dẹp. Anh á, lúc nào cũng ăn. Anh chỉ biết hưởng thụ và ăn thôi hả? Bộ quản lý cái bệnh viện lớn như vậy chưa đủ hay sao? Còn đòi mở thêm một cái bệnh viện riêng ở Phú Yên nữa. Anh im đi. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Mà tại sao anh không chịu hiểu? Anh tưởng cái bệnh viện đó là của mình hả? Ăn hủ tiếu mà em nói là ăn không nổi, nuốt không trôi hả? À, hay là tối nay anh dẫn em đi ăn nhà hàng năm sao nha. Anh á, lúc nào cũng ăn. Anh chỉ biết hưởng thụ và ăn thôi hả? Anh có biết là nếu như Trà My không thuyết phục được ông Quang Hải giải ngân thì tụi mình phá sản không? Đó, thấy chưa? Anh nói với em biết bao nhiêu lần rồi, kiếm tiền nhiều quá để làm gì? Bộ quản lý cái bệnh viện lớn như vậy chưa đủ hay sao? Còn đòi mở thêm một cái bệnh viện riêng ở Phú Yên nữa, để làm gì? Anh im đi. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Mà tại sao anh không chịu hiểu? Anh tưởng cái bệnh viện đó là của mình hả? Em ngồi ở đây ăn mà em không biết là tới khi nào em bị cái đám anh em nó hất cẳng ra nữa. Anh có nghe người ta nói cái câu á, phụ nữ chỉ cần lấy đúng chồng là coi như thành công một nửa. Còn nếu lỡ mình lấy sai á, thì càng phải thành công tuyệt đối. Alo. Cái gì? Phó giám đốc đòi họp cổ đông bất thường hả? Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Rồi, tôi tới liền. Thấy chưa? Nhờ lấy anh á, mà em trở thành nữ cường nhân á. Ngày nào cũng phải giải quyết một đống bùi nhùi để giữ cái ghế giám đốc nè. Ôi trời ơi. Ôi. Lạ. Phải chi á? Mẹ của con lúc nào cũng giận mình giống vậy ha. Đúng rồi đó. Chứ bình thường hả? Dễ gì mà mẹ cho hai ba con mình ăn kiểu này. Gì nữa? Toàn là bác giận con không à. Còn đếm 1, 2, 3. Gì vậy ba? Ám mạnh với dòng đếm. Dòng đếm của mẹ con đó. Ờ, mà nè. Thằng Khoa bộ nó không liên lạc với con luôn hay sao? Tự nhiên ba nhắc tới chi vậy? Cuộc đời của con á hả? Chưa bao giờ bị đàn ông đó xử tệ vậy luôn á chứ. Quá đáng mà. Thằng này dám coi thường công chúa của ba hả? Cũng hên cho nó nghỉ làm nha. Thằng này mà còn đi làm á, mà xử đẹp nó liền. Kể từ bây giờ trở đi, ai mà dám đụng đến công chúa của ba, mà xử hết. Xử mẹ luôn hả ba? Ngon quá. Ủa, em ăn xong rồi hả? Vậy thôi anh ăn hết luôn. Anh á, sắp sửa làm xui rồi. Ăn uống phàm phu tục tử như vậy, anh làm em mất mặt quá. Trời đánh tránh bữa ăn, sao tự nhiên em la anh? Anh vừa phẫu thuật xong anh mệt rã người thì đói bụng anh ăn thôi. Em làm gì mà em ghét anh? Từ đầu tới chân, từng hành động cử chỉ của anh là sao? Biết vậy thì sửa đi. Không lẽ anh sửa từ đầu tới chân? Cái này là đại phẫu đó nha. Không ấy, em cho anh tiền đi. Dẹp. Mẹ không cho thôi, làm gì ghê vậy? Thôi ăn tiếp. Dẹp đi. Đang ăn mà. Một. Hai. Ba.
chưa kịp ăn gì hết trơn, kịp. Vậy mới ngoan không? Lát nữa anh phẫu thuật giùm em mấy ca nha. Cái gì nữa vậy trời? Vậy nha. Làm hết rồi biết. Đi đánh góp hả? Ừ. Em hủy rồi. Cái gì? Một tuần anh đánh góp có một ngày em hủy của anh là sao? Kể từ bây giờ cho tới khi con Yến lấy chồng, anh không được đi chơi. Trời, anh phải trông con và ở bên cạnh nó y như là vệ sĩ vậy đó. Trời ơi, sao tôi khổ như vậy nè? Hôm nay em đăng ký khóa học nấu ăn cho con Yến rồi. Sau khi nó học nấu ăn xong, anh dẫn nó đi học yoga. Nhất định phải làm cho nó trở nên tĩnh lặng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khỏi lo, đời có biến là con Yến nó lạng sống đi mất rồi. Cái gì á, nó lạng sống là nó giỏi lắm biết không? Lịch học của con có bao nhiêu đó? Anh mà quên là chết với em đó. Nhưng mà bây giờ anh... 1, 2. Khỏi đêm, biết tình biết phận rồi. Mà mai mốt nói chuyện với anh á, thì cái trần mắt vậy được không? Con mắt của em tanh, sắc như đá. Muốn làm cái gì làm đi. Ôi. Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel HTV2.